Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Anh em có biết giá của RTX 3070 Ti hiện tại đang là bao nhiêu không? Cụ thể là khoảng 16 đến 17 triệu đồng. Một mức giá rất tốt để anh em có thể xây dựng một cấu hình gaming và lựa chọn linh kiện sao cho phù hợp. Thì hãy để mình giúp anh em xây dựng hai cấu hình, cả đội xanh lẫn đội đỏ. Đội xanh và đội đỏ ở đây chính là Intel và AMD. Với nhu cầu sử dụng cho chơi game thì tất nhiên chúng ta cần phải tối ưu về giá thành, chỉ khoảng 26 triệu đồng. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mẫu CPU của Intel và AMD như thế nào? Thì với Intel sẽ là CPU Intel Core i5 12400F có 6 nhân và 12 luồng xử lý, còn AMD là Ryzen 5 5500 cũng 6 nhân và 12 luồng. Cả hai mẫu CPU này thì đều thuộc dòng CPU mới của cả Intel lẫn AMD, thế nên anh em hoàn toàn an tâm về hiệu năng khi sử dụng. Mặc dù là cả hai mẫu CPU có những cái thông số tương đồng như là 6 nhân và 12 luồng, thế nhưng cái hiệu quả khi mà sử dụng thì lại khác nhau, và đây là điều mà anh em cần quan tâm. Với Intel thì hiệu năng đơn nhân và đa nhân năm nay của thế hệ thứ 12 đã cực kỳ khác biệt khi mà có cái điểm số đo đạt được là rất tốt, những hiệu suất mang lại cũng cực kỳ ấn tượng, và vì thế mức giá của sản phẩm cũng phù hợp hơn. Còn đối với CPU của AMD thì sẽ có mức giá hơn một chút, chúng ta có 6 nhân 12 luồng. Tuy nhiên, cái hiệu năng sử dụng thì theo như mình đánh giá ở đây là đủ để chúng ta có thể dùng. Tất nhiên là so với Intel thì Intel vẫn có phần nhỉnh hơn. Ở bên trong của cả hai sản phẩm thì đều có sẵn là tản nhiệt stock. Tuy nhiên, như thường lệ thì mình khuyên anh em là nên mua những hệ thống tản nhiệt khí tháp để có thể đảm bảo được hiệu suất hoạt động cao nhất. Không phải là vì hai mẫu CPU này nóng, mà đơn giản là phù hợp với cái điều kiện sử dụng của nhiều anh em. Một số anh em sử dụng chơi game thời gian dài này, hoặc là sử dụng những cái bộ vỏ case mà không có quạt, thì khi mà sử dụng tản nhiệt stock thì cái nhiệt độ cũng gọi là cao đấy. Còn khi mà cho sử dụng tản tháp, cái nhiệt độ mang lại là cực kỳ ấn tượng. Nói chung nó chỉ loanh quanh khoảng từ 50 đến 60 độ C khi mà chúng ta chơi game. Về phần lựa chọn của main thì với AMD và Intel cũng cực kỳ đa dạng. AMD thì do vẫn sử dụng socket ARM4, thế nên những cái mẫu main trên thị trường là rất nhiều. Anh em có thể chọn bất kỳ một dòng mã nào mà anh em thích. Còn hiện tại ở đây thì mình sử dụng một mẫu main B550 đến từ ASRock. Thì cái thiết kế của B550 đến từ ASRock đây khá đẹp, có nhiều LED RGB, đầy đủ khe RAM SD và khe PCIe. Đối với Intel thì mỗi một năm chúng ta sẽ có một dòng cụ thể. Anh em nào mà muốn tiết kiệm thì có thể sử dụng những mẫu main như H610. Tuy nhiên, để mà tối ưu nhất về mặt hiệu năng thì ở đây mình đã lựa chọn một dòng main B660 đến từ Acer. Các dòng B660 năm nay được hãng gia công và đầu tư rất tốt về phần thiết kế cũng như là về khả năng vận hành. Và vì vậy, nếu như anh em nào mà quan tâm thì hoàn toàn có thể sử dụng mẫu CPU cao hơn i5 12400F, những cái mẫu CPU lớn hơn như kiểu Intel Core i7 vẫn có thể cắm lên những cái dòng main B660 thông thường. CPU có, card có, main có, vậy thì còn yếu tố gì nữa? Đó là RAM. Khi mà chúng ta chơi game hay là làm việc thì 16GB RAM với 2 thanh 8GB luôn là lựa chọn tốt nhất và tối ưu nhất. Bus RAM sẽ loanh quanh khoảng từ 3.000 cho đến 3.200 là phù hợp cho cả Intel lẫn AMD. Lời khuyên của mình là dành cho anh em nào mà muốn build PC, những cái cấu hình lựa chọn thì chúng ta cần phải lựa chọn thêm những cái bộ nguồn nữa. Thì với RTX 3070 Ti thì theo như khuyến cáo của Nvidia thì sẽ đi với bộ nguồn có công suất thực là 750W hoặc là tối thiểu phải 650W, thế nhưng phải là loại cực xịn. Thế nên để an tâm nhất thì mình có sử dụng luôn một bộ nguồn 750W cho cẩn thận. Với cấu hình như RTX 3070 Ti thì chúng ta không nên chơi game ở trên độ phân giải Full HD. Chơi như vậy thì hơi phí. Anh em nên chơi game ở trên độ phân giải 2K, sử dụng những cái mẫu màn hình có độ phân giải lớn này, tần số quét cao, ví dụ như LG 27GP850 để có thể đảm bảo được hiệu suất trải nghiệm tốt nhất. Thì với phiên bản RTX 3070 Ti đến Acer Triumph Gaming mình đang có ở đây, đây là một sản phẩm có 3 quạt nên cực kỳ mát mẻ. Anh em không cần phải lo lắng khi mà chúng ta chơi game ở trên độ phân giải cao thì các đồ họa sẽ hoạt động như thế nào. Và bây giờ không để mất nhiều thời gian nữa, sẽ vào luôn cái phần trải nghiệm hiệu năng. Sau phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi, anh em đánh giá nào? Rõ ràng là quá tuyệt vời. RTX 3070 Ti khi mà anh em build cùng với một cấu hình hoàn chỉnh chỉ mức giá khoảng từ 16 đến 17 triệu đồng, kèm theo khi mà chúng ta xây dựng full combo thì sẽ khoảng 26 triệu đồng. Quá tuyệt vời để chúng ta có thể chơi game. Vậy thì khi mà sử dụng RTX 3070 Ti, anh em thích sử dụng CPU của AMD hay là CPU của Intel? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.